thì đó, thì cô nhắc lại bài chú thấp chút nha. Thì theo cái quan điểm là hiện đại nha, thì chúng ta chia ra mấy trung thấp, mấy trung thấp, bốn trung thấp này nhắc lại bài cũ rồi mà con lai rồi phải không? Rồi chia ra bốn trung thấp thì tim nằm ở trung thấp nào? Giữa, phải không? Cái phản hoàn toàn này nè là sau tim và trước, à trước tim và sau xương ức là trung thấp, trước phải không? Mặt phẳng đi ngang qua đáy tim đến nền cổ là trung thấp trên, và sau tim và trước cột sống là trung thấp sau. À, đó là giới hạn phân khu bốn trung thấp, và tim thì nằm ở trung thấp giữa. À, thì trung thấp trên chúng ta có gì? À, chúng ta có khí quản. Thì khí quản nó nằm ở nền cổ là thuộc trung thấp trên, nhưng mà đến tim thì nó bị tim đẩy ra phía sau, do đó nó nằm ở trung thấp sau luôn. Do đó khí quản đoạn trên thì nằm ở trung thấp trên, và từ cái đoạn ngang đốt sống thứ 4 này thì nó bị đẩy ra phía sau. Thì đoạn này là nằm sau tim, nó nằm ở trung thấp trên và trung thấp sau. Rồi ngoài ra ở trung thấp trên, à đây trung thấp trên là mặt phải đi ngang qua đáy tim và đến cái xương đòn. Xương đòn chính là nền cổ hay là lỗ trên lòng ngực, thì đây là trung thấp trên. Nhắc lại đề cũ nha. À, trung thấp trên thì có gì? Những mạch máu lớn từ tim đi ra. À, do đó nguyên cái này mà anh để cung đầu làm chủ. À, thì đối với điều dưỡng hay là xét nghiệm hay là cái những cái lớp mà không chuyên đi thì là được, nhưng mà chúng ta chuyên đi, do đó chúng ta chia nhỏ nữa. Thì cái đoạn từ tâm thất trái đi ra, đoạn này gọi là đoạn lên của cung đầu làm chủ hay là làm chủ lên. Còn cái đoạn này thì gọi là cung đầu mặt chủ. Và tới đốt sống ngực 4 thì nó đi hẳn xuống sau tim, gọi là đầu mặt chủ ngực. Và xuyên qua cơ hoành, lỗ đầu mặt chủ cơ hoành xuống bụng thì đổi tên là chủ bụng. Nhớ không? Đó. Vậy thì ở trung thấp trên chúng ta có đoạn lên cung đầu mặt chủ, cung đầu mặt chủ. Và từ đây đến đây nè, còn ở trung thấp trên nếu chúng ta phải kể đến động mạch thân, cánh tay đầu. Mình thêm chỉ phải luôn được không? Có động mạch thân cánh tay đầu trái không? Không, do đó đây chúng ta chỉ gọi là động mạch thân cánh tay đầu thôi. Thì em nào thêm chỉ phải là sai, phải không? Có phải thì có trái, nhưng mà chúng ta chỉ có động mạch thân cánh tay đầu phải thôi, đâu có trái rồi đó. Không có chỉ phải. Bên trái thì không có thân trùng, à chỉ có tách ra làm hai luôn là động mạch cảnh trung trái và dưới đòn trái. Nhưng bên phải thì có thân chung là động mạch thân cánh tay đầu, và đến cái khớp ức đòn thì nó chia làm hai là động mạch cảnh trung phải, là động mạch dưới đòn phải. Rồi còn này nữa, à nó cũng thuộc trung thấp trên là tĩnh mạch chủ trên. Rồi đoạn này nữa là thân động mạch phổi. Do đó khi cô sẽ hỏi phần nào sau đây không nằm ở trung thấp trên, lắng nghe ngang câu này có trong cái câu hỏi mà vừa đề thi đó. Phần nào sau đây không nằm ở trung thấp trên? A là cái động mạch chủ lên, B là cung động mạch chủ, C là thân động mạch phổi, và D là tĩnh mạch chủ dưới. Vậy là thấy sao? À, tĩnh mạch chủ dưới có nằm ở trung thấp trên không? Không, đó, do đó những cái câu đề thi mà chặt chữ không không đó, à là coi chừng nên phải làm cái phương pháp loại trừ nha. Đó là những thành phần nằm ở trung thấp trên. Rồi trung thấp trên nó còn có hai cái thần kinh nữa, từ cái đầu, từ cái xương sọ và các thần kinh cổ đi xuống. Thì từ cái nền sọ đi xuống là cái thần kinh số 10, nó nằm ở trung thấp trên và nó nằm sau tim, à do đó nó nằm ở trung thấp sau luôn. Thì dây thần kinh số 10 là thần kinh đấu với nhau cảm lớn nhất, và nó cho nhánh chi vào tim để làm nhanh hay chậm nhịp tim, nhanh hay chậm nhịp tim nghe dây thần kinh số 10. Nói rồi đứng dậy trả lời, trời ơi qua hết rồi, cái lịch sử nó mất hết rồi ta. Sai nha. Dây thần kinh số 10 là thần kinh đấu với nhau cảm lớn nhất, nó làm chậm nhịp tim, chặn nhịp tim. Do đó ở vùng cổ, à rồi ngồi xuống em, ở vùng cổ thì cô dạy bài giải phẫu một rồi,
để phổ hộ mang đậu hay lớn. Vậy thì cô dạy rồi, ở dạy phổ hộ trong ba cảnh thì ở trong là rồi mày đợi con nhớ bài không? Không nhớ rồi cô xin đào tạo cho đó. Quyền kết quả lần một ở ba cảnh sát với tuyến giáp là gì? A. Tận mặt cảnh trung. B. Tận mặt cảnh trong. C. Thần kinh số 10. D. Thần kinh quạt. Rồi, chọn A, B, C, D. Bài cũ nha. Vậy là chắc quên hết rồi. Quên hết rồi. Thì cái tiếng đậu đi đó. Đậu. Chỉ là giờ 2. Lần này cho đề khó hơn. Đứng đó, học được rồi xuống em. Trả lời cô, học rồi ở bài cũ, về mở ra cái bài mặt thần kinh đầu mặt cổ. Thôi đừng quay lại nhìn cô nè. Dạ cô là trên người. Sai, cô nhắm mắt cái nghe cô hỏi. Ở cổ thì hai bên tuyến giáp, à thì mình có cái này gọi là bao cảnh. Thì trong bao cảnh, à thì có những thành phần nằm sau đây, nằm trong bao cảnh. A. Động mặt cảnh trung. B. Tĩnh mặt cảnh trong. C. Thần kinh số 10. D. Thần kinh quạt. Cô là tĩnh mặt cảnh trong. À, câu này là phải loại trừ mới đúng. Ba thành phần nằm trong bao cảnh là động mặt cảnh trung, đây. Hai là thần kinh số 10 nằm trong bao cảnh, nằm sát với động mặt cảnh trung. Ba là tĩnh mặt cảnh trong. Nhưng mà thần kinh quạt thì nó không nằm trong bao cảnh. Nhớ không? Cái này cô dạy rồi. À, rồi có ra câu hỏi rồi. Là thành phần nào sau đây không nằm trong bao cảnh? A là động mạch cảnh trung. Đấy nè. Có nằm trong bao cảnh không? Đó. B là thần kinh số 10. Không nằm trong bao cảnh. Đó. Nó nằm sau động mạch cảnh trung. C là tĩnh mạch cảnh trong nằm sát đây. Và D là thần kinh quạt. Do đó thần kinh hoàng không nằm trong bao cảnh. Là thần kinh số 10 là thần kinh đấu giao cảm, nó nằm trong bao cảnh và nó đến tim, nó nằm chặn nhịp tim. Do đó khi mà chúng ta bắt cái động mạch cảnh trung, chúng ta nên đè mạnh hơn không? Và nên bắt hai bên được không? Hai tay bắt hai bên được, được không? Không, lý do tại vì bắt cái động mạch cảnh trung, nếu mà động mạch cảnh trung không đạt đó là bệnh nhân đi rồi. Biết đi đâu không? Thì dễ cái nhớ lên kia rồi, có không đó? Do đó mình muốn biết là bệnh nhân tim còn đạt hơn nha. Ngồi xuống đi em, tôi đề nghị là đào tạo cái trước em mới thi xong mà nó đậu đó em, mà hỏi lại không biết vậy là chưa có tư bản chứ không. Nói nhỏ tôi nghe đi. À, tôi có cái đầu á. Tại sao cậu giờ hỏi là thầy cũ không biết. Nha. Do đó khi bắt đầu mặt cảnh, mà bắt đầu mặt cảnh khi nào, khi mình nghĩ bệnh nhân này chết rồi, thì cái cuối cùng, à mình thấy nghe tim, nhưng mà giữa đường sao mình có lắng nghe đâu nghe. À thì mình bắt đầu mặt cảnh. Và nếu mà đầu mặt cảnh còn đạt, có nghĩa là bệnh nhân này còn cơ may để thuốc chữa, mình khi xe các thuốc cho tới bệnh viện. Mà động mạch cảnh ngưng đạt luôn là rồi bệnh nhân đi rồi, phải không? Đi đâu biết không? À đi về thế giới bên kia rồi. Và bình thường bệnh nhân ngất thì mình không biết là người này ngất không có chết không. À thì mình cũng bắt động mạch cảnh, nhưng mà bệnh nhân chưa chết mà bắt động mạch cảnh là bệnh nhân chết luôn. Tại sao? Tại vì nằm sau động mạch cảnh là thần kinh 10, mà thần kinh 10 làm chậm nhịp tim, cho đó em đè ở thần kinh 10 cái tim bệnh nhân nó còn đập bùm bùm, cái đè thần kinh 10 cái đó tắt thở, thì nó làm chậm nhịp tim mà em đè vô cái tắt luôn, rồi cho sao bệnh nhân ngáp ngáp để tắt vào ngoài cảnh sao bệnh nhân chết luôn. Lý do là sao động mạch cảnh trung là thần kinh 10. Mấy cái câu này cô nhồi đi nhồi lại hoài nha, mơ muốn thi gặp lại đó. Là thần kinh 10, mà thần kinh số 10 là thần kinh đối giao cảm, nó làm chậm nhịp tim. Do đó nếu mà bắt đầu mặt tảnh chúng ta đè
đó. Rồi thì dây thần kinh 10 là dây thần kinh nối giao cảm nè, nó đến làm chặt nhịp tim. Dây thần kinh nào làm nhanh nhịp tim? À, dây thần kinh giao cảm nó xuất phát từ các hạch giao cảm phổ trên, phổ dưới, phổ dưới, không, nó đến tim để làm chặt nhịp tim lên. Đó, do đó tim được điều khiển là tim tự chủ. Đó, còn dây quằn thì nó đến cơ quằn. Đó, trung thất sau thì cô nhắc lại thì nằm sau tim thì nó có khí quản nè, khí quản vừa nằm ở trên vừa nằm ở sau, còn trên thì nằm ở trên trung thất trên, còn dưới thì nó bị đi tẩy ra sau nằm ở trung thất sau. Thực quản rồi động mạch chủ ngực rồi tĩnh mạch đơn, à đây là mạch chủ ngực nằm ở trung thất sau, và những cái nhánh gian sườn à nó tách từ cái động mạch chủ ngực nha. Động mạch chủ ngực là từ đâu ra? Từ cung động mạch chủ đi ra, có không? Từ tim lên đoạn này là động mạch chủ lên, hay là đoạn lên của cung động mạch chủ, đoạn này là cung động mạch chủ, và đến lớp sống lực 4 thì nó đi thẳng xuống luôn, nằm ở sau tim, trung thất sau, và nó đi chui qua cái lỗ động mạch chủ cơ quan để xuống bụng, đổi tên là động mạch chủ bụng. Thì ở trung thất sau còn có những cái nhánh động mạch gian sườn, nó chạy vào dưới các xương sườn, nằm trong các sườn đó, nhớ không? Đó, thì những cái nhánh gian sườn này nó sẽ cung cấp chất dinh dưỡng và oxy đến cho các cái tế bào cơ gian sườn. Rồi chúng ta thấy ở trung thất sau còn có tĩnh mạch đơn và bản đơn. Tĩnh mạch đơn là các tĩnh mạch gian sườn bên phải đổ vô tĩnh mạch đơn, đến lúc sống lực 4 thì đổ vô tĩnh mạch chủ trên về tim. Nhưng bên trái thì 6 tĩnh mạch gian sườn trên thì đổ vô tĩnh mạch bán đơn phụ, 6 tĩnh mạch gian sườn dưới thì đổ vô tĩnh mạch bán đơn, và nó khác giống nha. Những cái này hỏi thì rồi chúng ta sao còn có ống ngực. Ống ngực là gì? Là một cái ống dẫn bạch huyết từ bể dưỡng cấp. Tất cả các bạch huyết, hạch bạch huyết và dịch bạch huyết từ ở trong, à nó dồn lên bạch huyết ở cây dưới, ở chậu, ở bụng, nó mặt đeo, nó sẽ dồn vô bể dưỡng chắc. Và từ bể dưỡng chắc này có một cái ống nó dẫn lên khô bào và bạch huyết, à nó chạy trước lúc sống được 12, à đến lực 4 thì nó lợi qua bên trái, và nó đổ vô đến lực 1 thì nó quạt qua bên trái đổ ra lực mạch chỉ đòn. À thì đó gọi là ống bạch huyết lớn nhất cơ thể và nó nằm trước đốt sống ngực, đó gọi là ống ngực. À đây chúng ta thấy thần kinh, à thì nhắc lại ở trung thất sau chúng ta có thần kinh 10 và thần kinh nối giao cảm. Dây 10 trái thì đi trước thực quản, dây 10 phải đi sau thực quản. Thì thực quản, cơ thực quản chia hai phần, 1/3 trên cơ thực quản là cơ vân và cơ tiết hầu đó, và nó được điều khiển với dây thần kinh số 9. Nhưng 2/3 dưới thực quản là cơ trơn, à thì cơ trơn thì nó mới được điều khiển với thần kinh thực vật giao cảm và đối giao cảm. Thì đối giao cảm là thần kinh 10, nó chia ra, nó bao quanh thực quản tạo thành ra nối thực quản. Còn những nhánh để làm tăng cái co thắt cái thực quản, nhưng mà những nhánh giao cảm thì nó xuất phát từ các hạt giao cảm đi vào thực quản để làm giảm co thắt thực quản. Nên nhớ dây thần kinh 10 tạo nên đám nối thực quản thì nó sẽ làm tăng co thắt thực quản. À, nhớ không, tới thi cái mang máng không biết tăng hay giảm, A tăng B giảm, không biết phải cái nào, không phải hết hai cái rồi, phải không? Thành cái hai cái thì có đúng, không phải đâu. Nha, nhớ là thần kinh số 10 thì nó làm co thắt thực quản nhưng mà làm giảm việc tập tim. Mấy cái này phải nhớ nha, thôi lẫn lộn là thi là không biết cái nào tăng cái nào giảm là nhầm đó nha. Rồi đây thần kinh 10, thần kinh giao cảm làm nhanh tập việc tập của tim. Rồi bây giờ tim, à tim là gì? Tim là một khối cơ, phải không? À, hình gì? Hình quả tim. Hình quả tim là gì? À, giống cái xoài đó, chúng ta quả tim.
nó hướng từ phải qua trái, từ trên xuống dưới và từ trước ra sau, đây là trụ tim, phải không? Nó là một khối cơ và nó nằm từ gian sườn 2 đến gian sườn 5 là chiều bên trái. Và chúng ta có biết tim chúng ta đi lớn không? Này em nắm tay là thì cái nắm tay mình đi lớn thì cái tim mình đi lớn đó, phải không? Vậy hai bạn nắm tay là so sánh với nhau, em nắm tay lại, em nắm tay lại. Rồi, tim nó có gì? Nè, nó có cái phần nhọn này nè, gọi là đỉnh tim hay là mỡ tim. Nè, nó hướng về bên trái. Và cái vị trí này ở đâu? Ngang với gian sườn 5. Nè, kéo gian sườn 5 và đường trung tròn. Đây là vị trí mỡ tim hay đỉnh tim. Và nếu mình đặt ống nghe đây thì mình sẽ nghe được cái tiếng đập, cái tiếng mở và đóng của khoang hai lá. Và trái tim nó hướng lên trên, phải không? Và tim có ba mặt. Mặt này là mặt ức sườn, phải không? Còn mặt này nó nằm phía dưới, đây mặt dưới, hay là mặt quanh, hay có người còn gọi mặt sau nữa. À, nhưng mà mặt quanh là chính xác nhất. Hai mặt dưới nó nằm sát lên cơ quanh. Và hai mặt bên là mặt mặt phổi. À, nhiệm vụ của tim làm gì? Nó co bóp. Cấu tạo của cơ tim là cơ cơ quanh hay cơ trơn em? Cấu tạo cơ tim là cơ quanh hay cơ trơn? Cơ quanh. Cơ quanh tim. Cơ tim được cấu tạo bởi cơ trơn, cơ trơn hay cơ quanh? Cơ quanh. Hoạt động kiểu cơ trơn. À? Tim cấu tạo bởi hai loại cơ. Sai, có một loại cơ rồi em ơi. Cơ quanh. Cơ tim, cơ quanh, cơ trơn hay cơ quanh? Cơ quanh. Cơ quanh. Rồi rồi xuống em. Nó là cơ tim nhưng mà nó cấu tạo kiểu cơ văn hoạt động kiểu cơ trơn. Còn cơ tim là nó là một cái cơ tim nhưng mà nó không là cơ, thuộc loại cơ gì? Cơ trơn dạ. Thực quản thì có hai loại cơ là nha, 1/3 cơ là cơ văn và cơ huyết hầu dưới, 2/3 dưới là cơ trơn. Nhưng mà tim thì được cấu tạo bởi cơ văn. Cơ văn. Cơ văn là đâu? Là tình nạn thôi nè. Nè cơ ở bắp. Thì tại sao tim cấu tạo bởi cơ văn? Cô nói rồi, tại vì cơ văn cái lực nó mạnh yếu hơn nó cơ trơn. Cái cơ văn cái lực co bóp nó mạnh hơn, nhưng mà tim thì nó cần co bóp mạnh hay co bóp yếu? Co bóp mạnh để chi? Để tống máu đi vô cơ thể, phải không? Rồi, do đó tim cấu tạo cơ tim là bởi cơ văn, nhưng hoạt động bởi cơ trơn. Đúng rồi, hoạt động là theo hệ thần kinh tự chủ. Rồi hệ thần kinh tự chủ thì nó điều khiển cơ trơn và nó điều khiển luôn cơ tim. Đó, do đó tim nó có cái ngộ gì đó, nghĩa là cấu tạo thì cơ văn. Nhưng mà thường cơ văn thì phải được điều khiển hệ sinh vận động chứ. Nhưng mà cơ tim thì lại được điều khiển mấy hệ thần kinh tự chủ. Rồi, và nhiệm vụ nó là nó đập 24/7 luôn, đập liên tục. Số em đi có nghỉ hơi không? Bảy ngày á, tuần. Tim có nghỉ giải nào không? Không. Đó hả? Đó, muốn chết á. Không. Nó có nghĩ đó. Nhưng mà em không biết. Đúng. Tại vì sao? Nó nghĩ không có 4 giây hả? Thầy ta thật sự là nó tim đặt 24/24 đúng không? Nào nó đặt có 12/24. Và khi tim nó đặt vậy nè, bùm, là thì tâm thu 0.4 giây. Tắt là thì tâm trương 0.4 giây. Thì tắt và 0.4 giây thì tâm trương là nó nghỉ đó. À, do đó tim nó bùng là 0.4 giây nó làm việc. Nó bớt để đẩy mắt đi đưa thầy. Tắt là 0.4 giây là nó nghỉ hơi. Do đó là nó đặt 0.4 giây, nghỉ 0.4 giây. Vậy thì trong 24 tiếng thì tim nó đặt 12 tiếng, nghỉ 12 tiếng. Nhưng mà đâu phải nghỉ 12 tiếng kéo dài mà mình biết nó đặt không có số giây rồi nó nghỉ không có số giây rồi đó, mình có nhận ra được cái sự nghỉ ngơi của tim không? Không. Chính vì vậy cho nên à, nó làm việc suốt đời. Từ tháng thứ 3 của thai kỳ là có tim rồi và bắt đầu tim thai có rồi, và nó đặt luôn tới 90 năm sau, có hơn 100 năm sau. À, chị nào mà nó mệt quá, à, chị ơi tôi mệt, bà ơi tôi con mệt quá, rồi cho con nghỉ nha. Ừ, con nghỉ với bà cũng nghỉ luôn. Đi nghỉ thì mình cũng nghỉ luôn. Đó, nha. Nha đó, nó có hai thì tim nó bớt lại là thì tâm thù, nó đẩy máu đi vô cơ thể và không có 4 giây mà nó trương ra là nó nghỉ ngơi.
chơi á cũng không có tốn tiền. Cái đó thì tâm trương là cái thì nghỉ ngơi cũng đi, tâm trương đây giống như mình nghỉ và mình nằm thư giãn à đó nha, đó là nghỉ ngơi. Và khi nghỉ ngơi như vậy thì tâm trương vậy thì nó sẽ tạo nên áp suất âm và nó rút máu tĩnh mạch về tim, rút máu đen à khắp nơi cơ thể về tim, và đến thì tâm phù tim nó bớt lại. À thì hai, một là nó bơm máu tươi đi vô cơ thể, hai là nó bơm máu đen đi lên phổi để cao độ khí. Rồi mặt trước tiên là đây là chúng ta cắt cái xương ức xương sườn ra rồi, cắt nó hết rồi à, thì thấy đây là mặt trước tiên là cái màng trắng trắng này nè, chính là màng ngoài tim sợi, nó giống như cái vỏ bức gì đó nhưng mà nó dày hơn nha, để bảo vệ tim. Thì mặt trước tim và sau xương ức thì nó có cái tuyến này gọi là tuyến ức. Thì tuyến ức này nó to ở trẻ con và lớn như mình thì nó đang có tiều. Tại sao vậy? Tại vì ở trẻ con thì cái sức đề kháng nó yếu, mà sức đề kháng yếu thì tuyến ức tâm phải sản sinh ra nhiều lên phố bào. Tại vì lên phố bào do tuyến ức sản sinh ra đó, nha, do các cái hạt nghe học rồi như hạt nhân hầu, hạt nhân khẩu cái là amidan đó, rồi hạt nách, hạt bẹ, hạt chậu vân vân, thì những hạt đó sinh ra lên phô bào hết. Lên phô bào làm gì? Lên phô bào tê nó sinh ra kháng thể. Kháng thể làm gì? Kháng thể nó sẽ trói hay là kết dính những con vi trùng và virus xâm nhập vào cơ thể mình đó, và làm cho vi trùng virus khi mà nó vào cơ thể mình mà nó gặp kháng thể của lên phô bào thì nó bị trói lại rồi, như đứa kia gọi là bất hoạt, và đứa kia vậy thì nó sẽ chết và nó không sinh sản được. Do đó cái con virus nCoV lúc đầu thì nó xâm nhập qua đường hô hấp, vô lỗ mũi trước, ra lỗ mũi sau. Còn nhớ lỗ mũi trước lỗ mũi sau không? Chắc quên hết rồi. Thì ra lỗ mũi sau thì nó gặp một cái hạt nhân hầu, hạt nhân hầu những hạt nhỏ nhỏ nằm ở thành chân hầu đó, mà mình gọi là tivi, gọi là viêm phổi hạt đó. Đó thì cái hạt nhân hầu nó sinh ra lên phô bào và nó sinh ra kháng thể để kết dính với những con virus à, do đó khi mà virus xâm nhập vô mũi, và nếu mà cơ thể mình không đủ lên phô bào thì nó sẽ đi xuống tới dưới họng à, dưới họng mình thì nó có hạt nhân khẩu cái, nó sinh ra lên phô bào nữa để kết dính, và nếu mà nó bị diệt hết từ lúc này trở lên thì bệnh nhân khỏe à, chỉ có sốt nhẹ nhẹ rồi hắt xì rồi sổ mũi chảy mũi rồi hết, đó là sức đề kháng mạnh hay yếu. Mạnh nhưng mà yếu à thì nó sẽ chạy xuống tới dưới thanh quản, thì lúc đó kích thích thanh quản thì ho, còn yếu nữa thì nó chạy xuống đến cái khí quản thì ho dữ dội và sốt cao à, thì nó đã thọc sâu vào lồng ngực rồi, nó đã thọc sâu vào nước mình rồi. Và nếu yếu nữa thì nó vô phổi rồi, vô phổi là coi như 50-50, 50 sống 50 chết. Tại vì sao? Khi con virus corona này nó vào lên phổi thì nó sẽ làm cho cái phế nang của phổi tiết ra chất nhầy, tại vì trong phế nang luôn, giống như chết đuối trên cạn. Chết đuối trên cạn là sao? Chết đuối là sao? Khi em té xuống nước, em hít nước vô phổi chạy trong phế nang, vậy sao thở được? Phế nang là chứa không khí, mà chết té xuống nước, hít kho nước đầy vô phế nang là chết đuối dưới nước. Nhưng mà cái này ở trên cạn, con virus nó vào đến phế nang phổi, nó sẽ làm cho phế nang phổi đầy dịch nhầy, do đó phế nang đâu có chứa không khí được, chứ đó bệnh nhân có thở được không? Coi như chết đuối trên cạn, các bệnh nhân chết gì? Tổn thương vô mô phổi. À, khi nó đã vào đến phổi rồi là coi như là cầm chắc cái chết rồi đó. Nhà cho đó nó mới diễn thì nó cũng này thôi, chỉ sốt nhẹ nhẹ, ho, sổ mũi, hắt xì. Mà nếu cơ thể mình mạnh thì mình lướt qua khỏi. Còn nếu mà nó xuống tới như này nữa mà cầu sốt cao, ho, mà nó vô tới phổi nữa là coi như là dữ dội lắm. Đó. Vậy thì cái kiến thức này nó lớn ở trẻ con để nó sinh ra lên phô bào, tại vì trẻ con sức đề kháng yếu nên để giúp trẻ con chống chọi lại được với vi trùng virus. Nhưng mà mình lớn rồi à, mình tủy xương mình sản sinh ra lên phô bào nhiều rồi, xương mình nó bò dài nó rộng, sản sinh lên nhiều lên phô bào rồi, mấy cái hạt này
nhớ à sản sinh ra nhiều lên thôn bào đủ rồi, do đó khi càng lớn tuổi thì cái tuyến ức này nó tan và đồng thời amidan thì mình nó cũng tan luôn đó nha. Rồi nha, đó là mặt trước tiên thì có tuyến ức là cái tuyến sinh ra lên thôn bào sinh ra kháng thể. Và mặt trước tiên chúng ta còn có cái màng trắng này gọi là màng ngoài tim sợi, à nó là mô sợi. Rồi ở dưới à tim nó nằm đè lên trung tâm gân cơ quan lá giữa, đây là lá phải nè, lá trái và lá giữa rồi là lá trước. Và từ màng ngoài tim sợi nó có những cái sợi dây nó dính vô trung tâm gân cơ quan, gọi là dây chằng hoành tim, nó sẽ giữ cái tim ở đây. Khi mà mình lộ cái đầu xuống đất mình chạm chạm chuối á thì cái tim không có chạy lên tầng cổ được. Nếu mà không có dây chằng hoành tim thì cái tim nó chạy lên là nha, nhưng mà có dây chằng hoành tim nó giữ lại, do đó nó giữ cái tim dính sát vô cơ quan. À do đó cho dù mình có lộn đầu xuống đất đi nữa thì cái tim nó vẫn ở vị trí đó, nó không có chạy được lên. Sau tim thì là chúng ta sao phải không, có gì khí quản à, phần một phần hai dưới khí quản thực quản học rồi, động mạch chủ lực, tĩnh mạch đơn quán đơn, ống ngực chủ động cho các thành công đó là những thành phần nằm ở trung tâm sao và sau tim. Đáy tim à, đáy tim chính là trung tâm trên thì nó có những mạch máu lớn từ tim ra, như là à khúc động mạch chủ, tĩnh mạch chủ trên, thân động mạch phổi, rồi động mạch cảnh trung trái, động mạch dưới gọng trái, động mạch thân tai đầu. À rồi tới mặt ức sườn, à giờ chúng ta lộ các cái màng này đi sợi ra, à các màng này đi sợi ra đó, thì chúng ta sẽ thấy à ở cái mặt trước tiền đó, chúng ta cắt cái màng này tim sợi ra đó, thấy đây là mặt trước tiền hay mặt ức sườn, thì ta thấy cái rãnh này nè là rãnh vành phải, trong rãnh vành phải có động mạch vành phải đúng không, rồi đây là rãnh vành trái, trong rãnh vành trái có động mạch vành trái. Vậy ai nhầm câu hỏi là hai động mạch nào nuôi đi? Động mạch nào, em nào nghe câu hỏi này đứng lên trả lời. Hai động mạch nào nuôi tim, em nào nghe câu hỏi này? Động mạch nào? Giỏi, rồi thấy không? À vậy là đậu đó. Nha. Vậy thì hai động mạch nuôi tim là động mạch vành phải và động mạch vành trái. Hai động mạch này xuất phát từ động mạch nào? Em nhau làm câu hỏi này không? Chắc không đúng không? Mà xuất phát từ rộng lên của khu động mạch chủ rộng lên nha, hay là động mạch chủ lên. Rồi, rồi rãnh vành trái. Thì động mạch vành trái đi trong rãnh vành trái, một rộng ở đây nè, thì nó cho là cái nhánh này. Nhánh này gọi là động mạch da thấp trước, nó nằm trong rãnh da thấp trước và nhánh mũ thì đi ra sau. Có em nào làm câu hỏi này không? Động mạch nào đi trong rãnh da thấp trước? Em nào? Có em nào không? À, thì ngay thì đã trả lời nha. Động mạch nào đi trong rãnh da thấp trước? Đây chính là động mạch da thấp trước. Rãnh da thấp trước là gì? Là cái rãnh nằm giữa tâm thất phải và tâm thất trái. Phải không? Rồi, đi theo động mạch da thấp trước có một tĩnh mạch nữa là tĩnh mạch tim. Tim nào? Em nào nghe câu hỏi?
tỉnh mạch nào nằm trong cảm giác thức trước. Rồi chúng ta trở lại. Giỏi, đúng rồi, tỉnh mạch tim, tìm lực. Tim thì động mạch và tỉnh mạch nó không có cùng tên nha. Thường thì mình có tỉnh mạch đùi, động mạch đùi, tỉnh mạch nách, động mạch nách, tỉnh mạch cánh tay, động mạch cánh tay. Nhưng ở tim thì động mạch da cánh trước, nhưng mà tỉnh mạch tim thì lỡ. Rồi, giỏi các bạn nghe, đậu rồi đó. Phải không? Rồi. Nha. Rồi, ở phía sau. Ở phía sau. Rồi, thôi cô giải cái này luôn nha. Rồi, em nào nghe câu hỏi của mình thì bắt nha, bác trả lời. Rồi, vậy thì mặt trước đây là của tâm thức trái, được dinh dưỡng bởi động mạch nào? Câu hỏi này của ai? Mặt trước tâm thức trái nè, đây là tâm thức trái mặt trước, đây là mặt sau tâm thức trái. Còn đây là mặt trước tâm thức phải, mặt sau tâm thức phải. Vậy thì mặt trước tâm thức trái được dinh dưỡng bởi động mạch nào? Em nào nghe câu hỏi này biết không? Mặt trước tâm thất trái được dinh dưỡng bởi động mạch da thất trước. Động mạch da thất trước. Rồi, động mạch cần trái dưới đây cho ra động mạch da thất trước, đi trong khoảng da thất trước cùng với tĩnh mạch tiền lớn, và nó cho một nhánh chạy dòng ra sao? Đây, chạy dòng ra sao? Gọi là nhánh mũ hay nhánh vàng. Và dòng ra sao thì nó cho nhánh thất trái sao? Vậy thì ai nhầm câu hỏi? Mặt sau tâm thất trái được dinh dưỡng với động mạch nào? Em nào nghe câu hỏi này? Không có. Mặt sau tâm thất trái được dinh dưỡng bởi động mạch thất trái sao? Nha, nhớ nha, động mạch thất trái sao? Đây là động mạch thất trái sao? Rồi, bây giờ chúng ta qua đến thất phải. Rồi, đây, rãnh gian thất trước có động mạch gian thất trước, hay còn gọi là nhánh gian thất trước của động mạch vành trái và tĩnh mạch tim lớn. Rãnh gian thất sau, đây là mặt trước, mặt sau hay gọi là mặt dưới hay mặt vành đó. Đây, mặt sau thì có một cái rãnh nữa ngăn cách giữa mặt sau thất trái và mặt sau thất phải, gọi là rãnh gian thất sau. Trong rãnh gian thất sau có động mạch nào? Ai? Trong vào rãnh gian thất sau có động mạch nào? Ủa nãy tôi nhớ cô có đọc mà sao dĩnh nghe dạ. Trong rãnh gian thất sau thì nó có động mạch da thất sau, là nhánh của động mạch vành phải. Động mạch vành phải nè, đi trong rãnh vành phải tới đây nè. Rồi tới đây nó chạy dòng ra sau. Và đến rãnh gian thất sau thì nó cho nhánh gian thất, động mạch da thất sau. Và đi cùng nó là tĩnh mạch tim nào? Câu này ai? Rồi, chúng ta trả lời. Đi cùng với động mạch da phía sau là tĩnh mạch nào? Giỏi. Tĩnh mạch tim, tim giữa. Động thì là động mạch da phía sau, nhưng mà tĩnh là tĩnh mạch tim giữa nha, chứ không phải tĩnh mạch da phía sau à. Đó. Do đó cô hỏi, đi trong rãnh da phía sau là tĩnh mạch nào? Tĩnh mạch tim giữa. Rồi, nhớ. Rồi, tất cả những tĩnh mạch tim lớn, tĩnh mạch tim bé. Tĩnh mạch tim bé thì nó nằm ở bờ phải, đây là nguyên là tâm thất phải nè, đây là bờ phải thất phải. Thì cái động mạch này gọi là nhánh bờ phải thất phải, là nhánh của tĩnh mạch, nhánh của động mạch vành phải và tĩnh mạch đi theo là tĩnh mạch tim bé. Ủa câu này nãy có hỏi ai không hả? Hỏi ai không? Đi theo cái động mạch bờ phải thất phải là tĩnh mạch nào? Không có hỏi không? Rồi vậy cô bổ sung thêm, đó là tĩnh mạch tim, tim bé. Đó, nha. Và tất cả những tĩnh mạch của tim, tĩnh mạch tim lớn, tĩnh mạch tim bé, tĩnh mạch tim giữa, tĩnh mạch thất trái sau, nó đổ vô một cái tĩnh mạch này. Tĩnh mạch này gọi là xoang tĩnh mạch vành, là cái nơi như là những dòng suối mà đổ vô con sông lớn vậy đó, là cái nơi hội tụ những tĩnh mạch của tim. Thì cái rãnh xoang tĩnh mạch vành hay gọi là xoang tĩnh mạch vành, nó nằm ở đâu? Nằm ở giữa nhĩ trái, mặt sau nhĩ trái và mặt sau thất thất trái, nằm ở mặt sau nhĩ trái và mặt sau thất trái. Đó.
nha. Mấy em muốn thi mà chỉ cần 8 điểm là mấy em học thuộc trên những cái câu trên thao thôi là mấy em làm bài thi được rồi đó. Cái đề thi là cô dựa theo thế này nè, con chỉ học nhiều, học nhiều rồi quên hết, rồi nó buồn đi nữa, học công nữa, học ít thôi nhưng mà nhớ. Rồi giờ đó học ít thôi mà ăn chất lượng, ăn dĩa cơm chứ nước tương không bằng ăn một miếng thịt thò, phải không? Chút xíu thôi nhưng mà cái vừa cô vậy đó, cô muốn dạy nhiều, dạy nhiều em mà cô mà từ lúc tuần xong rồi bước ra khỏi lớp bên đây luôn kìa, quên nó thế thì học nhớ cái đó vậy đó thôi mà cô nhồi đến nhồi luôn đi em nhớ. Giờ đó đi mà gặp những câu hỏi nãy giờ là coi video là không tâm tập hết và biết đáp án là cái gì đâu, phải không? Rồi đây là cái thịt trắng đen, chắc đẹp, em áo đẹp, đứng dậy nhìn cô nào ngoài đường vậy. Rồi đây là rãnh nào, bằng mặt bằng phải, rãnh bằng phải có động mạch nào đi trong này, động mạch bằng bằng phải nuôi màng nuôi tim nào, bằng phải thì nuôi tim phải nhà, mặt trước mặt sau mặt phải. Rồi động mạch này nhánh trái, nhánh này, nhánh này gọi là nhánh giang thấp trước của động mạch vành trái, nhưng mà bây giờ ngắn gọn hơn thì gọi là động mạch nhánh động mạch vành trái, động mạch giang thấp trước. Rồi dòng ra phía sau là nhánh giang thấp sau động mạch vành phải, hay gọi là động mạch giang thấp sau, nhớ không? Và hai cái động mạch nuôi tim là động mạch vành phải, động mạch trái là xuất phát từ động mạch nào đây? Động mạch chủ, phải không? Xuất phát từ cái động mạch chủ. Rồi bây giờ nuôi mặt trước tim phải, đây mặt trước lòng thân phải, thì những cái nhánh động mạch này nè. Đó, cô hỏi em dinh dưỡng, đây là câu hỏi nhiều đáp án đúng á, đây có hai đáp án đúng nè. Thì cô hỏi dinh dưỡng cho mặt trước tâm thất phải là động mạch nè. Rồi để mình chọn hai động mạch, thứ nhất là những cái nhánh nhỏ này gọi là động mạch tim, tim trước là nhánh của thất phải nè, và cái nhánh lớn này gọi là động mạch bờ phải thất phải, phải không? Và đi theo những cái động mạch tim trước là những nhánh tĩnh mạch này gọi là tĩnh mạch tim trước, và đi theo cái động mạch bờ phải thất phải này là tĩnh mạch tim bé. Rồi câu hỏi này của ai? Tĩnh mạch tim trước, phải không? Và tĩnh mạch tim bé đổ vào đầu. Câu này của ai? Nó có đổ vào trong tĩnh mạch vành không? Không, nó đổ thẳng vô tâm gì phải luôn. Nên chú ý nha, một dạ câu hỏi khó. Rồi, nhớ rằng tĩnh mạch tim lớn, tim giữa, mắt trái sau đổ vô con tĩnh mạch vành, nhưng tĩnh mạch tim trước, tĩnh mạch tim bé đổ vô tâm chỉ phải nha, không có đổ vô con tĩnh mạch vành. Rồi mặt sau thất trái, đây là mặt trước thất trái được dinh dưỡng bởi nhánh da động mạch da thấp trước, và mặt sau thấp trái thì được dinh dưỡng bởi động mạch thấp trái sau, và tĩnh mạch nó là tĩnh mạch thấp trái sau, thì tĩnh mạch thấp trái sau nó đổ vô trong tĩnh mạch vành, nhưng tĩnh mạch tim bé và tim trước thì đổ vô trong nhĩ phải. Em nhớ đó là mặt sau của thấp trái thì có động mạch thấp trái sau và tĩnh mạch thấp trái sau. Rồi bây giờ một bệnh nhân nha, chị đâu biết nha, em thấy người này không, mặt thấy ớt, má ớt hả? Trời ơi mở bụng luôn nhá má. Do đó người này chắc giống cô cho nên cô bị cô lét đau lắm, tăng cô lét đau lắm, gan bị mở đổ đi hay chưa? Đó thì người này cũng vậy, lớn tuổi mà không vận động cho nên bị kéo mì,
và trong máu có mỡ, cho nên mỡ nó đông vô thành mạch. Làm gì cao huyết áp, em thấy ai đau huyết áp không? Thì cao huyết áp nó sẽ dẫn tới cái gì? Tai biến mạch máu não, đây trước mặt máu não có nó tụ trong não, dẫn đến cái gì? À, dẫn đến cái nếu mà đứt mạch máu lớn là chết, còn đứt mạch máu nhỏ thì ra khỏi nhưng mà bị liệt mỗi người. Và cao huyết áp lâu ngày dẫn đến cái gì? Suy tim. Mà suy tim phải hay tim trái? Suy tim trái, dày thấp trái. Tại sao? Thì tại vì thấp trái nó bơm máu đi nuôi cơ thể, nhưng dòng máu đó bị cái động mạch, bị mỡ trong động mạch nó chặn lại. À, cho nên để nếu mà bơm máu mà vào cái động mạch nó rộng, động mạch mà không có mỡ thì nó đi dễ dàng và dòng máu nó chảy từ từ từ. Nhưng nếu mà nó bơm máu vào cái động mạch mà có mỡ bám, bám vô thành động mạch, những người mà có cholesterol cao, mỡ trong máu cao thì nó bám vô thành động mạch, làm cho cái dòng động mạch cậu nó hẹp hẹp, vậy thì cái áp lực máu chảy sao mặn yếu, mặn giống như em thấy ống nước mà bự thì nước nó chảy sao từ từ, phải không, áp lực ít, nhưng mà ống nước càng nhỏ thì nước chảy sao càng xiết, nghĩa là có cái áp lực tác động lên cái thành mạch nó lớn. Do đó cái thành mạch của cái người bình thường không có bị mở đóng thì cái toàn bộ mạch nó còn, thì áp lực máu nó chảy bình thường, không cao huyết áp. Nhưng nếu mà cái lòng mạch của cái người mà mặt bạc như nè có mở đóng thì cái lòng bộ mạch hẹp lại và cái dòng máu chảy qua nó rất là mạnh, cái áp lực tác động lên thành mạch rất mạnh, gọi là cao huyết áp. Huyết là gì? Máu. Áp là gì? Áp lực máu tác động lên thành mạch rất là mạnh. Vậy thì tim nó cần phải bơm một cái lực rất mạnh để đẩy máu đi được. Thì chính vì vậy cao huyết áp lâu ngày dẫn đến suy tim. À, đây suy tim. Và biểu hiện là bệnh nhân đau thắt ngực. Còn cái thứ hai nữa là bệnh nhân bị tiểu đường. À, thì cái tim nó thủng lỗ vậy nè. Và bệnh nhân sẽ chết đột ngột vì nhồi máu cơ tim. Tại sao? À, đó. Tại sao tiểu đường mà tim lại bị thủng lỗ? À, và bệnh nhân sẽ chết đột ngột vì nhồi máu cơ tim nó thủng lỗ rồi thì máu tràn ra ngoài thì chết đột ngột thôi. Và thường bệnh nhân suy tim chết trong tư thế sao? Tay ôm ngực. Tay ôm ngực thì có đau ngực dữ dội lắm. À, rồi tại sao tiểu đường? Biến chứng tiểu đường. Tiểu đường người ta sợ biến chứng, thứ nhất là nó thủng tim, hai là đứt mạch tại sao thủng tim, và em quan sát ngay cái đỉnh tim và mõm tim, động mạch nó lớn hay nó nhỏ so với động mạch ở gần cái tim? Động mạch rất bé, phải không? Chính vì nó rất bé như vậy cho nên cái vùng cơ tim ngay chỗ này nè, nó được máu nuôi đầy đủ hay không đầy đủ? Thiếu máu nuôi. Và người tiểu đường thì những cái mạch nhỏ nó teo lại luôn. Tại sao những mạch nó teo lại? Tại vì thiếu đường. Tế bào thì nó chỉ cần có 1% đường thôi để nó chuyển hóa, nhưng mà thiếu đường thì tế bào sẽ chết. Tế bào chết thì thịt kia chỗ đó nó cúi, nó hoại tử. Do đó cái mạch máu nhỏ ở tim hay mỏng tim là mạch máu rất bé, và những người tiểu đường thành ra cái mạch máu ở những chỗ này nó teo đi. Mà nó teo đi thì cơ tim chỗ này có được nuôi không? Không. Mạch máu nó đem máu tới nuôi cơ tim, mà giờ mạch máu ở mõm tim, thịt tim nó teo đi, do đó cơ tim, tế bào cơ tim ở đây không được nuôi. Mà không được nuôi thì nó sao? Nó chết. À, mà mình gọi là hoại tử cơ tim, và nó thủ một lỗ. À, và nó hoại tử từ từ nha. À, thủ một lỗ và dẫn đến là gì? À, máu nó phun ra ngoài, gọi là nhồi máu cơ tim. Thì đây là những cái biến chứng mà rất là sợ người tiểu đường. Đó, rồi những người tiểu đường tự nhiên ngắn ngang và chết đột ngột, đó là do nhồi máu cơ tim hoặc là do tai biến mạch máu não, hoặc là nó làm chết tế bào động mạch mắt.
ghi gì? Ồ, đi tế bào dẫn mặt mắt nhiệm vụ làm gì? Thu nhận hình ảnh. Mà tế bào dẫn mặt chết rồi thì hình ảnh có được thu nhận không? Không. Do đó bị mù, do đó những cái biến chứng sợ nhất của tiểu đường là nhồi máu cơ tim nha, và tai biến mạch máu não đột ngột. Còn biến chứng mù thì nó không chết nhưng mà nó từ từ. Rồi em, vậy là 3 giờ chúng ta vô nè.